Sáng 30 tháng 4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã có văn bản hỏa tốc gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đề xuất các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông tại nút giao và đường nhánh cao tốc Phan Thiết Dầu Dây với quốc lộ 1A. Theo Công an tỉnh Bình Thuận, ngay khi cao tốc Dầu Dây Phan Thiết Khánh Thành đưa vào hoạt động sáng 29 tháng 4, đến đầu giờ chiều lưu lượng phương tiện lưu thông ngày càng nhiều, dẫn đến ùn tắc giao thông tại nút giao và đường nhánh nối từ cao tốc với quốc lộ 1A qua xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam. Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Sở Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý Dự án tháo dỡ giải phân cách cứng và phân công lực lượng điều tiết giao thông, phân luồng giao thông tạm thời. Trưa 30 tháng 4, ghi nhận tại nút giao và đường dẫn cao tốc Phan Thiết Dầu Dây đoạn qua xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đã cơ bản thông thoáng. Các phương tiện đã có thể lưu thông bình thường sau một thời gian bị ách tắc nghiêm trọng. Ngày 30 tháng 4, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an quận 8 đã triệt phá băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, chuyên bảo kê là đàn em và là cháu ruột của Châu Phát Lai Em, đàn em thân tính của Trương Văn Cam, tức Trùm Giang Hồ khét tiếng Nam Cam. Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện thông tin về băng nhóm tội phạm hoạt động tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền, phường 7, quận 8 do các đối tượng Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn và Châu Phát Hùng cầm đầu. Trong quá trình kinh doanh buôn bán tại chợ đầu mối Bình Điền, nhiều tiểu thương bị các đối tượng trong băng nhóm tội phạm tạo cớ gây ra các mâu thuẫn, liên tục cùng đàn em đến nơi kinh doanh tại chợ Bình Điền để chửi bới. Đồng thời, nhóm gây áp lực và hành hung buộc các tiểu thương phải nộp một khoản tiền cho các đối tượng để được bỏ qua và tạo điều kiện để được tiếp tục buôn bán trong khu vực chợ. Khi đã đủ bằng chứng về băng nhóm tội phạm, hàng trăm trinh sát của Phòng Cảnh sát Hình sự PC02, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy PC04, Công an quận 8 và Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt bắt giữ các đối tượng. Qua làm việc, nhóm thừa nhận thực hiện nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản của các tiểu thương chợ đầu mối Bình Điền với số tiền chiếm đoạt trong mỗi vụ lên đến hàng trăm triệu đồng. Ngày 26 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Ti, Tuấn và Hùng về tội cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại điều 170 Bộ luật Hình sự. Chiều tối 29 tháng 4, Công an tỉnh Hải Dương cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam ông Lê Tuấn Dũng, 65 tuổi, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo tố cáo của công dân. Ông Dũng từng làm phó tổng biên tập một tạp chí trong lĩnh vực pháp luật. Cùng với việc ông Dũng bị bắt giam, lực lượng chức năng đã thực hiện khám xét nơi ở của ông Dũng tại quận Long Biên, Hà Nội. Bước đầu, một số nguồn tin cho biết ông Dũng bị khởi tố bắt tạm giam vì đã có hành vi nhận tiền để chạy án trong vụ mua bán hóa đơn xảy ra tại dự án khu dân cư ở thị trấn Cẩm Giàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Khoảng 17 giờ ngày 29 tháng 4, kho chứa phế liệu nằm trên đường Lê Hồng Phong, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương bất ngờ bốc cháy. Người dân dùng phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành. Thời điểm cháy có gió lớn đã khiến đám cháy lan sang cơ sở sản xuất gỗ bên cạnh, thiêu cháy nhiều sản phẩm gỗ trong xưởng. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Dĩ An nhanh chóng điều động xe nước cùng cán bộ chiến sĩ có mặt để triển khai các biện pháp cứu hỏa và khống chế hỏa hoạn, ngăn chặn cháy lan. Theo công an thành phố Dĩ An, vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người, còn thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Chiều 29 tháng 4, Công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã khởi tố 7 bị can là nhân viên công ty bảo vệ Lucky trong vụ đánh người dân địa phương tại cảng An Thới vào chiều 26 tháng 4. Trước mắt, các bị can đã bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng. Cùng với đó, Công an thành phố Phú Quốc cũng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý thêm hành vi cố ý gây thương tích đối với những người liên quan. Như báo Sài Gòn Giải phóng Online đã thông tin, chiều 26 tháng 4, tại cảng biển quốc tế An Thới, phường An Thới, thành phố Phú Quốc đã xảy ra cuộc xô xát giữa hàng trăm người dân là những hộ kinh doanh tại đây với nhóm bảo vệ do công ty trách nhiệm hữu hạn cảng quốc tế Namas An Thới thuê. Vụ việc làm khoảng 10 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương khá nặng phải đưa đi cấp cứu. Theo Japan Times, ngày 29 tháng 4, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã lên đường tới Ai Cập, chặng dừng đầu tiên trong chuyến công du kéo dài một tuần tới 4 quốc gia châu Phi. Chuyến công du châu Phi đầu tiên của ông Kishida đã được thực hiện giữa lúc Tokyo nỗ lực thúc đẩy củng cố mối quan hệ với Nam Bán Cầu. Thuật ngữ chung chỉ các quốc gia đang phát triển ở những khu vực như châu Á, châu Phi và Mỹ Latin. Sau chặng dừng chân ở Ai Cập, Thủ tướng Kishida sẽ tới thăm Ghana, Kenya và Mozambique.